Trên một cái chợ 99k một bộ bao đẹp, bao rẻ luôn, bao giá, bao chất, toàn Facebook, toàn thị trường luôn được chưa? Hàng này nhà em hàng thiết kế đẹp chuẩn chỉnh luôn. Ok chị gái Phạm Điều Hòa Bình, một xanh, một đỏ xanh một beo có đơn. Ok chị gái Thảo Du Ly, một sữa một xanh có đơn. Đây là màu hồng cho em nha các tình yêu ơi, màu này màu hồng cho em này. Màu này là màu vàng em các chị gái ơi. 180k giá tại cửa hàng này, em xả sập sàn duy nhất trong line này, nó chỉ còn 99k ok chưa? Đây quan sát chất cho em được chưa? Chất này áo là chất lụa satin, mặc mùa hè thì em đảm bảo là cực kỳ là mát luôn. Mà mặc bộ này sang lắm các chị ơi. Ở ngoài họ bán 250-280, nhà em bằng 1/3 giá thị trường luôn ok chưa? Đây là màu vàng. Các chị nhớ là phải lên cho em hai màu kèm số, không có số không lên đơn được chưa? Ok chị gái ơi, hiền màu đen màu đỏ đơn này. Đây màu đỏ em đang mặc đây các chị gái ơi, màu đỏ em đang mặc đây, đỏ đô cực kỳ là xinh luôn. 180 hôm nay xả duy nhất trong livestream. Chị Điệp Hoàng ơi lên cho em tại live luôn, bởi vì inbox nhà em tải nên không chốt qua inbox được. Ok chị gái, tôi hiền màu đen màu đỏ có đơn ok chị gái. Hiền lương một vàng một xanh có đơn ok chị gái. Rượu hương một vàng một hồng có đơn. Hai màu kèm số điện thoại tình yêu ơi. Hai màu kèm số không đọc tên vẫn lên đơn bình thường được chưa? Bởi vì nhiều chị em đang ở trên 2-3 máy khác nhau nên là nhiều chị em chưa được kịp nên là đã trôi mất tin nhắn rồi, à trôi mất comment rồi, nên là các chị cứ để lại cho em hai màu kèm số nha, em có người chốt cho chị được chưa? Mình cứ ở trong khoảng cái nặng từ 38-60 cân, tức là có size vừa ok chị gái. Trần Niệm một đỏ sữa một đỏ một sữa có đơn ok chị gái. Hoài Trần một vàng một hồng có đơn ok chị gái. Vương Thu Nguyễn một hồng xanh có đơn. Hai màu kèm số tình yêu ơi, hai màu kèm số cho em. Chị nào không mua cái bộ này thì em nói thật quá là tiếc luôn, mặc bộ này lên em phải nói là thực sự cực kỳ xuống các chị ạ. Rồi ok chị gái Vân Ngô một vàng một đỏ có đơn ok chị gái. Thông tin một đỏ một xanh có đơn chị gái. Không Diễm Phương Diễm màu hồng màu xanh có đơn ok chị ơi. Chị Tú Linh ơi, bộ này nhà em có size từ 38-60 cân các chị ơi, 38-60 cân, 70 cân không có size vừa, bộ này mất rồi. Ok chị gái Trần Niệm 50 cân vừa xinh luôn, các chị cứ trong khoảng cân nặng từ 38-60 cân lên đơn cho em ok chưa? 99k một bộ, em có màu xanh cho em này. Em bán từ 2 bộ chị ơi, bởi vì sao giá này rất là rẻ rồi nên các chị lòng lên cho em từ 2 bộ. Các chị mua 2 bộ nhà em mới bằng một bộ ở ngoài, thậm chí là còn chưa bằng một bộ ở ngoài cơ chị ạ. Ở ngoài họ bán cái bộ này 270-280 một bộ cơ mà. Chị Tâm Dương ơi lên cho em thêm một màu nữa, hai màu kèm số. Ok chị gái Tú Cam một xanh ngọc một vàng có đơn. Ok chị Trinh Dương có đơn này. Ok chị gái Tống Yến có đơn. Hai màu kèm số nhà em lên đơn, chị gái nào em không đọc tên vẫn lên đơn bình thường được chưa? Bởi vì nhiều chị em chưa kịp đọc là đã qua, đã nói bị đẩy comment lên trên rồi nên em chưa kịp tên. Các chị cứ lên cho em hai tối thiểu từ hai màu kèm với số điện thoại là nhà em có người chơi đúng chị được chưa? Đủ size số mặc cái bộ này lên mát lắm. Áo là lụa satin 100% phối này. Cái bộ này thì là mỗi quần nó sẽ có một cái họa tiết quần khác nhau các chị nhớ. Mỗi một loại là quần nó sẽ họa tiết phối khác nhau chứ nó không giống nhau được chưa? Áo là vải lụa satin và là van lụa các tình yêu ơi. Lên đơn cho em nhanh hai màu kèm số điện thoại. 180 xả duy nhất trong live hôm nay, còn 99k một bộ cho các chị đặt hàng trong livestream này và chia sẻ live cho em để được mua với giá 99k một bộ. Em bán tối thiểu từ 2 bộ các chị nhá. Bao đẹp, bao rẻ luôn, bao chất, bao giá chị luôn. Hàng thiết kế nhà em số lượng không có nhiều nên chị làm nhanh tay thì còn và chậm tay cũng hết luôn. Ok chị Mạnh Nhân có đơn. Ok chị Trung Nguyên Văn một đen một vàng có đơn, hai màu kèm số tình yêu ơi. Màu em đang mặc là màu đỏ nha các chị gái nhá. Màu em đang mặc là màu đỏ. Màu đỏ đô xinh luôn, em có màu đỏ là một này. 99k đây là màu xanh ngọc cho em này. 65k không mặc vừa rồi chị ơi, bộ này em dưới 60 cân thôi chị gái ơi. Đây là màu đen cho em này, màu này là màu hồng cho em này. Màu này là màu sữa em chị nhớ, màu nào cũng xinh luôn. Bảng màu như em thì nói thật cái bộ này hàng thiết kế như em xuất sắc luôn. Các chị có đi ra ngoài mua không, em khẳng định luôn một câu không ngờ mua được cái giá này đâu. Nên chị nào hôm nay không mua thì em nói thật quá tiếc luôn. Đấy hàng em đẹp như thế này các mặc lên thì bao mát luôn. Bao mát, không đẹp không lấy tiền các chị luôn. Ok chị gái Nguyễn Sinh một xanh ngọc có đơn, hai màu kèm số tình yêu ơi. Hai màu kèm số đủ size số cho chị luôn. Từ 38-60 cân các chị nhớ, 38-60 cân được chưa ạ? Quần các chị mặc rất là thoải mái, áo là áo dây các chị, áo dây bản to này cực kỳ xinh luôn. 180k hôm nay em thả còn 99k các chị ạ. 99k một bộ và em bán từ 2 bộ. Em có màu đỏ đô là một này, em có màu sữa là hai này. Màu sữa là hai ok chưa? Chị Yến Nguyễn ơi, em đều đơn vừa qua là nhà em đều khóc rồi nhưng mà chắc là chị không để ý điện thoại thôi. Ok chị Nguyễn Lụa là có đơn à. Chị Nguyễn Lụa lên lại số đây kiểm tra nhớ. Nhà chị nào mà em đã gọi cho đơn tức là đơn đã đi rồi. Ok chị Kiều Anh Nguyễn màu đỏ màu vàng có đơn, đây là màu sữa cho em chị nhớ. Mỗi một bộ là cái quần này họa tiết sẽ khác nhau được chưa? Nên các chị chú ý giúp em. Mỗi một bộ là cái quần họa tiết nó sẽ khác nhau chị nhớ. Ví dụ như màu đỏ này có thể cái quần này họa tiết nó như thế này nhưng có bộ khác họa tiết nó sẽ khác. Nhà em thiết kế làm sao để cho nó phù hợp với áo của mình nhất được chưa? Chị Phạm Giang lên cho em từ 2 bộ chị gái ơi. Hai màu kèm số cho các chị gái nhớ. Ví dụ như màu sữa nó có họa tiết quần áo như này nhưng có màu sữa họa tiết là quần khác chứ không phải là cái nào quần nó cũng giống nhau chị nhớ. Được chưa? Ok chị gái Hoa Mai một vàng một đỏ đô có đơn này.
Màu này em đang mặc là màu đỏ đâu các chị gái ơi. 99k một bộ, bộ này các chị dưới 1m